tập nó được gọi là sinh viên ảo chùa Quan Kim ở Vancouver. Tôi thì ở Edmonton, Canada luôn. Và bên cạnh thì có thầy Quan Nghiêm từ ở Sydney, Australia. Bên cạnh là cô Trung Đức từ Australia, sư cô Thanh Quang từ ở bên Canada. Và bên cạnh đây là có thông Ánh từ ở bên Australia. Và đặc biệt có một thầy từ Việt Nam, đó là thầy Nguyên Vương sư cái sự hướng dẫn trong cái đoàn viên cái này thì có sư sư Thích Chắc Đặng và sư Thiện Thắng, nhà sư Thiện Thắng. Thì ba đoàn viên như vậy là chín tăng đi khá đông, chín trí như sư và với hòa thượng Chân Trí, còn một vị nữa là một sư Chân Trí sắp sửa qua đi ở Hoa Kỳ. Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con. Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dài nắng dầm sương. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. Hà ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru ầu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giang nắng dài nắng dầm sương. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. Giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru ầu ơ như vẫn còn
dài từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn. Hòa thượng Thích Tâm, Hòa thượng Chí Ký, Thượng tọa Nguyên Bảo, Nguyên Vương cùng tất cả chư tăng ni có mặt ở trong phái đoàn, tổng cộng hơn 13 vị, và phái đoàn gồm có 64 thành viên. Tất cả Phật tử đến đây từ Úc Đại Lợi, từ Việt Nam, từ Thụy Sĩ, từ Pháp, từ Canada và Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cung kính chư tôn đức cũng như quý ngài ở phái đoàn Canada, Hoa Kỳ lên chiếc xe này chứ. Sáng sớm chúng ta phải thức dậy lúc 4:30 để 5 giờ phái đoàn rời khách sạn. Chỉ rời khách sạn thôi chứ không mang theo hành lý để đi thăm viếng sông Hằng, ra ngoài sông Hằng. Và quý vị Phật tử Hoan Hỷ nhớ rằng đi thăm Ấn Độ mà không thăm sông Hằng thì thật sự chúng ta chưa biết rõ về Ấn Độ. Và sông Hằng buổi sáng sớm thì hơi lạnh một chút, chúng ta ra đó để nhìn mặt trời mọc ở bên phía đông ngạn của sông Hằng.